Dạ, hôm nay anh mang đôi giày gì ra để thi đấu à? Anh mang Timbo. Dạ. Lúc trước thì em thấy anh có mang dòng Vapor, thì không biết lý do tại sao anh lại chuyển sang dòng Timbo à? Timbo thì anh mang có vẻ nó hợp hơn, form nó rộng hơn, rộng bờ ngang hơn. Còn Vapor thì nó hơi chặt bờ ngang nên hơi đau chân. À dạ, cho nên anh là hơi bè cho nên là mang đôi Vapor nó sẽ hơi bị bó ngang đúng không ạ? Thường thường ví dụ có bao giờ anh đang thi đấu mà đôi giày nó bị hư hỏng chưa ạ? Chưa có trường hợp như vậy bao giờ. À là chưa có trường hợp, thì anh đã mang đôi Timbo này, dòng Timbo này trong thời gian bao lâu rồi ạ? Đôi giày Timbo này mình mới lấy mang cũng được chắc tầm tháng. Là từ khi nào anh đã mang dòng Timbo này được bao lâu rồi ạ? Hay là trước đó anh đã sử dụng Vapor rồi mới chuyển qua đây ạ? Có đợt thì Timbo, có đợt thì Vapor. Dạ. Xong rồi chuyển sang lại Timbo. Dạ. Trước giờ anh đã có thể là anh đã trải nghiệm rất nhiều dòng giày đúng không ạ? Hay là mới chỉ trải nghiệm hai dòng? Trải nghiệm cũng khá nhiều dòng giày. Dạ. Ngoài Timbo và Vapor thì anh cảm thấy ấn tượng với dòng giày nào nhất? Trước mình có chơi futsal thì mình có chơi dòng Atlanta của Atlanta, của Brazil đó. Dạ dạ rồi. Của Brazil. Đôi giày nó cũng có độ thoải mái cho mình đúng không anh? Dạ. Thì trong giải đấu ngày hôm nay ban huấn luyện vẫn xếp mình ở thi đấu vị trí cũ hay là mình có thay đổi gì không anh? Vấn đề thì chắc ban huấn luyện họp chiến thuật xong rồi ra đội hình xong. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh Công rất nhiều. Dạ chúc anh chiến thắng cho trận đấu ngày hôm nay ạ. Dạ rồi.